Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ trốn khỏi khu phong tỏa. Thanh niên nẹt bô xe máy khi bị nhắc nhở ở điểm tiêm chủng, mang hung khí trả thù công an. Bắt giữ đối tượng ném đá vào cảnh sát rồi cố thủ trong nhà. Người dân xúc động vì cảnh sát khu vực quá tốt bụng. Chi tiết lời khai, chia tiền, chạy án của cựu đội phó điều tra công an Đồ Sơn. Xin kính chào quý vị, Quý Anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin An ninh Trật tự. Những tin tức an ninh, xã hội, pháp luật được chúng tôi cập nhật liên tục ở khung giờ này mỗi ngày. Mong quý vị hãy quan tâm, dành thời gian theo dõi. Mới đây, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa cho biết vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Tuyền, sinh năm 1967, do trốn khỏi khu phong tỏa. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố, vào khoảng 16 giờ ngày 22 tháng 8, bà Nguyễn Thị Tuyền đã trốn khỏi khu phong tỏa thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa. Khu vực phong tỏa Ngọc Lãng có 30 ca dương tính với SARS-CoV-2. Khi bà Tuyền đến khu vực chốt vùng xanh ở khu phố 3, phường 2, thành phố Tuy Hòa thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Căn cứ theo quy định, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xử phạt hành chính bà Tuyền với số tiền là 7,5 triệu đồng. Đồng thời buộc bà Tuyền thực hiện việc cách ly y tế và chịu mọi chi phí. Trước đó do xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nên Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa đã quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực thôn Ngọc Lãng để phòng chống dịch đồng thời yêu cầu người dân tuyệt đối không được tự ý ra khỏi nhà, rời khỏi khu phong tỏa. Thời gian qua, các tổ công tác của công an tỉnh Phú Yên đã liên tục tổ chức tuần tra kiểm soát 24 trên 24 ở tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. Qua kiểm tra, gần 15.000 trường hợp, các tổ công tác đã phát hiện 866 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Khi bị nhắc nhở vì cố tình chạy xe máy nẹt pô tại điểm tiêm chủng và tức giận về việc đại úy công an không cho bán hàng bên lề đường, đối tượng tin đã mang hung khí ra tấn công tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Cụ thể vào sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lưu Hoàng Tin, sinh năm 1991, thường trú thành phố Thủ Đức về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8, tổ công tác do đại úy Trần Bá Dũng, cảnh sát khu vực công an phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức làm tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại khu phố 5, phường Tam Bình thì Lưu Hoàng Tin điều khiển xe máy chạy qua chạy lại, cố tình nẹt bô lớn gây mất an ninh trật tự. Để tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh và tiến độ công tác tiêm chủng, tổ công tác yêu cầu Tin về nhà, không được gây mất an ninh trật tự tại khu vực tiêm chủng. Tuy nhiên khoảng 20 phút sau, tin mang theo một tuyếp sắt dài và một bình xịt hơi cay bất ngờ quay lại tấn công tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ rồi bỏ chạy về hướng chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Lúc này tổ công tác phối hợp với công an phường Tam Bình đuổi theo, bắt được tin. Tại cơ quan công an, tin khai nhận do bực tức đại úy Trần Bá Dũng không cho buôn bán trái cây lề đường, cùng với việc bị nhắc nhở trước mặt người dân việc chạy xe gây mất an ninh trật tự tại khu vực tiêm chủng, nên đã dùng bình xịt hơi cay và hung khí tấn công để trả thù. Theo công an, tin có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hôm nay, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Châu Ngọc Sang, 27 tuổi, ở xã Tam Mỹ Đông để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào trưa 23 tháng 8, sau khi sử dụng chất cấm, Sang đập phá ô tô tải của người dân địa phương. Nhận được tin báo, công an xã Tam Mỹ Đông đã đến hiện trường để ghi nhận sự việc. Lúc này Sang không hợp tác, anh ta liên tục chửi bới, cầm gậy và nhặt đá, ném hai cán bộ công an. Sau đó Sang về nhà cầm hai con dao, đe dọa cảnh sát. Khoảng sau một giờ cố thủ, Sang đã bỏ hung khí theo công an về trụ sở. Theo công an xã Tam Mỹ Đông, Sang từng đi cai nghiện chất cấm vào năm 2019. Sau khi về địa phương, thanh niên này tiếp tục sử dụng hàng cấm và bị lập biên bản vào ngày 30 tháng 6. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, trong những ngày thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách xã hội, cảnh sát khu vực đã giúp dân đi chợ, mua thuốc, mua thức ăn đã gây xúc động mạnh khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Nhận được túi thực phẩm từ thiếu úy Nguyễn Hoàng Anh Tú, cảnh sát khu vực khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, Bà Đỗ Thị Thu Hà, 64 tuổi, dưng dưng. Bữa giờ ngày nào chú Tú cũng mang thực phẩm, đem cơm đến cho tôi, mà tôi gửi tiền, chú lại không nhận. Nhận mấy đồ lúc này, tôi mang ơn lắm. Trong lúc khó khăn mà được kêu mang giúp đỡ, tôi thật sự không biết nói sao để diễn tả được hết tâm trạng của mình lúc này. Bà Hà cho biết vừa hoàn thành cách ly tập trung sau 2 tuần và được trở về nhà. Trong thời gian bà đi cách ly thì chồng bị tai biến, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM. Do nhà neo người nên bà Hà hiện giờ ở nhà một mình và không thể ra đường mua thực phẩm. Vừa hoàn thành cách ly xong thì thành phố tiếp tục giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn, tôi không thể ra đường để mua thực phẩm, nên bữa giờ nhờ chú Tú ngày nào cũng mua đồ ăn, cơm nước, kể cả thuốc cho tôi. Tôi biết ơn lắm. Sau dịch tôi sẽ lên công an quận 12 làm đơn đề xuất khen chú Tú, vì chưa từng thấy cảnh sát khu vực nào dễ thương như vậy. Bà Hà chia sẻ. Nhận được lời khen từ người dân, thiếu úy Nguyễn Hoàng Anh Tú khiêm tốn Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mình còn khỏe còn trẻ nên giúp được ai thì giúp. Một số người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, không khó khăn việc này cũng gặp trở ngại việc kia, nên ai gặp khó khăn tôi cũng đến tận nhà giúp đỡ, chỉ mong sao bà con khỏe mạnh và dịch Covid-19 sớm được khống chế. Cảnh sát khu vực tự bỏ tiền túi ra đi chợ giúp cư dân, rồi đem đến tận sảnh, gọi điện cho từng người đến nhận, thấy xúc động làm sao. Chị Đặng Loan nói thêm Trước đây tôi sinh sống ở chung cư Thái An 3, bây giờ tôi chuyển sang quận 7 sinh sống, còn căn hộ cho thuê. Hôm qua tôi được mấy đứa em cũng như hàng xóm gửi hình cảnh sát đi chợ giúp người dân, tôi cảm động lắm. Và tôi thấy biết ơn vì hình ảnh mộc mạc, chân thành đó. Thật tình là tôi không biết người dân chụp hình lúc nào luôn, giúp được người dân việc nào thì giúp vì dịch bệnh nhiều người gặp khó khăn. Đối với những hộ khó khăn, ngoài việc nhận được chợ cấp theo quy định chung. Tôi vận động anh em bạn bè đồng nghiệp mua thêm gạo, đường, sữa ủng hộ cho người già, trẻ nhỏ. Chỉ mong sao tất cả người dân đều bình an. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Bị can Nguyễn Hữu Cường, đội phó điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng đã khai nhận trực tiếp nhận 680 triệu đồng từ người nhà các đối tượng trong vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất cấm, rồi chuyển cho lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng để chia cho các đơn vị trực thuộc tham gia vụ việc. Như chúng tôi đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Đồng thời đề nghị truy tố 6 bị can gồm Phạm Quang Tuấn, cựu Trung tá, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn, Nguyễn Hữu Cường, cựu Thiếu tá, đội phó điều tra tổng hợp, Đỗ Hữu Dũng, cựu Thượng úy, đội phó quản lý hành chính và trật tự xã hội, Đinh Đình Việt, cựu Trung tá, đội trưởng đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Kinh tế, chất cấm, Nguyễn Viết Công và Vũ Duy Thanh đều là cán bộ công an quận Đồ Sơn cùng về tội danh trên. Theo kết luận điều tra, sáng 13 tháng 11 năm 2020, ông Trần Tiến Quang, trưởng công an quận Đồ Sơn, giao bị can Phạm Quang Tuấn, thời điểm đó giữ chức vụ phó trưởng công an quận trực tiếp chỉ đạo vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất cấm trong quán Karaoke Hải Sơn 86 thuộc phường Hợp Đức. Bị can cường thu lý, tập hợp hồ sơ, các bị can khác phối hợp xác minh, qua kiểm tra tổ công tác xác định 25 trên 28 đối tượng trong quán karaoke Hải Sơn 86 dương tính với chất cấm. Dưới sự chỉ đạo của bị can Tuấn, bị can Cường đã nhận tiền của người nhà các đối tượng trong vụ việc và cùng các bị can còn lại hợp thức hóa hồ sơ vụ việc để không bị xử lý hình sự. Sau đó Cường soạn thảo các báo cáo đề xuất trình bị can Tuấn ký quyết định xuất xử phạt hành chính để hợp thức hóa hồ sơ. Cũng theo kết luận điều tra, bị can Cường khai đã trực tiếp nhận 680 triệu đồng từ người nhà của nhóm đối tượng một số cán bộ lãnh đạo công an quận Đồ Sơn trực tiếp nhận tổng số 390 triệu đồng từ người nhà các đối tượng, sau đó đưa lại cho bị can cường. Tuy nhiên sau đó bị can cường khai chỉ nhận trực tiếp 200 triệu đồng của hai cán bộ công an quận Đồ Sơn. Toàn bộ số tiền này sau đó cường chuyển cho lãnh đạo công an quận Đồ Sơn, chia cho các đơn vị trực thuộc và một số đơn vị liên quan tại quận Đồ Sơn. Riêng bị can cường được đưa 50 triệu đồng và bị can đã chi tiêu vào việc cá nhân và việc của đội điều tra tổng hợp. Các cán bộ đội điều tra tổng hợp khai được bị can cường chia cho mỗi người 1 triệu đồng nhưng không ai nhận. Sau đó bị can cường đưa 20 triệu đồng cho cấp dưới, nộp vào quỹ đội. Còn bị can công khai được bị can Dũng đưa 4 triệu đồng nhưng bị can Dũng đã phủ nhận. Trong khi đó, 12 đối tượng bị kiểm tra tại quán karaoke Hải Sơn 86 và một số đối tượng liên quan cũng phủ nhận việc đưa tiền cho công an quận Đồ Sơn để được cho về và không bị xử lý. Theo cơ quan điều tra, cho đến nay đã thu giữ 74 triệu đồng trong đó có 20 triệu đồng bị can cường đưa cấp dưới nộp vào quỹ đội điều tra tổng hợp, 28,4 triệu đồng tiền bị can cường dùng để chi phí các công việc của đội điều tra tổng hợp và 21,5 triệu đồng do vợ bị can cường tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả. Bị can công cũng giao nộp 4 triệu đồng. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận thấy có dấu hiệu của việc nhận hối lộ. Tuy nhiên, ngoài lời khai của bị can cường về việc nhận tiền của người nhà các đối tượng, thì các bị can khác và cán bộ công an quận Đồ Sơn đều không khai báo về việc nhận tiền. 12 đối tượng bị kiểm tra tại quán karaoke Hải Sơn 86 và người nhà của những người này đều không khai báo việc đưa tiền, do đó cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, điều tra để làm rõ.